hủy diệt Nottingham, Arsenal lấy lại ngôi đầu Premier League. Dễ dàng hạ gục Nottingham Forest trên sân nhà Emirates với tỷ số 5-0, Arsenal giành lại ngôi đầu Premier League từ tay Man City. Bước vào trận đấu thuộc vòng 14 Premier League trên sân nhà Emirates, Arsenal đã thể hiện lối chơi áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc trước đội khách Nottingham Forest với mục tiêu 3 điểm nhằm trở lại ngôi đầu bảng. Ngay phút thứ 5, Arsenal đã có bàn thắng mở tỷ số. Bukayo Saka tung đường truyền vào vòng cấm, Martinelli bằng cách thành công đánh đồng mở tỷ số 1-0 cho trận đấu. Có được bàn thắng sớm, Arsenal càng tự tin triển khai thế trận theo ý định của mình. Phút thứ 7, Saka có đường chọc khe thông minh cho Gabriel Jesus. Tiền đạo của Arsenal loại bỏ hậu vệ Nottingham nhưng cú dứt điểm sau đó lại đi vọt xa. Phút 19, từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm của Nottingham, bóng đến đúng vị trí của Martinelli nhưng cú sút sau đó của tiền đạo này lại bị hậu vệ Nottingham cản phá trên vạch vôi. Đang duy trì thế áp đảo thì Arsenal lại bị tổn thất khi Bukayo Saka chấn thương phải rời sân ở phút 27 sau khi Bukayo Saka rời sân. Pháo thủ mất đi khả năng tấn công ở hành lang cánh trái. Arsenal bắt đầu chơi chậm trong khi đó Nottingham lại tự tin triển khai lối đá, phòng ngự, phản công quen thuộc. Hàng thủ của pháo thủ bắt đầu xuất hiện nhiều dấu hiệu báo động khi để lộ ra nhiều khoảng trống. Phút 45, trung vệ Gabriel có đường truyền lên thiếu quan sát, bóng đến đúng vị trí của Jesse Lingard. Tiền đạo của Nottingham tung cú dứt điểm mạnh nhưng Saliba đã bay người cản phá thành công. Kết thúc hiệp 1, Arsenal tạm thời dẫn trước 1-0. Sang hiệp 2, Arsenal vẫn duy trì quyền kiểm soát bóng, cầu thủ vào thay Bukayo Saka là Reece Nelson tỏa sáng đúng lúc. Phút 49, Reece Nelson nhận đường truyền của đồng đội và tung cú dứt điểm. Thủ thành Dean Henderson cản phá thành công cú sút đầu tiên nhưng cú dứt điểm thứ hai của Nelson đã thành công, giúp Arsenal nhân đôi cách biệt. Phút 52, Gabriel Jesus có đường truyền chính xác để Reece Nelson bằng cách dứt điểm thành công, nâng tỷ số lên 3-0 cho pháo thủ. Chưa muốn dừng lại ở đó, Arsenal tiếp tục tìm kiếm bàn thắng. Phút 57, Thomas Partey có cú đặt lòng ngoài vòng cấm chính xác đánh bại thủ thành Dean Henderson nâng tỷ số lên 4-0. Phút 78, Gabriel Jesus phối hợp với Martin Odegaard như trốn không người. Trước khi tung cú sút uy lực làm bó tay thủ thành của Nottingham nâng tỷ số lên 5-0. Những phút cuối trận Arsenal chủ động chơi chậm khi đã nắm chắc chiến thắng trong tay. Nottingham dù có tấn công nhưng không mang lại hiệu quả. Các tuyến của Nottingham đều bế tắc trong việc phát động tấn công. Kết thúc trận đấu, Arsenal giành chiến thắng 5-0 trước Nottingham. Với kết quả này, pháo thủ chính thức giành lại ngôi đầu bảng Premier League từ tay Man City. Arsenal có 31 điểm, hơn Man City 2 điểm.